Thông báo cho anh em một tin cực hot tại trên số7sao.com nha anh em. Đầu tiên, 10 vòng quay đang chờ đợi anh em với hàng nghìn phần quà hấp dẫn. Tiếp theo anh em ơi, danh mục bán nick ngọc sồng sẽ có những nick giá trị từ 1.000 Việt Nam đồng vào những khung giờ ngẫu nhiên. Khi mua vàng ngọc tự động tại số7sao.com vào những khung giờ vàng, anh em sẽ có cơ hội mua được x7k, tức là 100k anh em có ngay 700 triệu vàng anh em ơi. Ở phần bài viết mình có viết cách kiếm nick miễn phí tại trên số7sao.com. Anh em nào mà chưa có nick để chơi thì hãy lên ngay số7sao.com. Vừa ngon lại nhiều sự kiện, sử dụng số7sao.com thật là tiện. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đến channel của mình nhé. Thì mình là Zen TV anh em ơi. Thì hôm nay ở Việt Nam mình vừa thắng Indo xong ạ, vô địch SEA Games em ơi. Thì AD cho X3, X4 đấy mà, X4 trong 3 ngày cơ, mắt là phân luôn. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện là sự úp đệ mình trong 8 tiếng nhá. Ok, mình sẽ đến siêu thị để mua bù này. Mua bù em ạ, quên mất. Ok, mình sẽ mua bù tử cả mua bù 1 phút nhá. Để úp ạ, mình sẽ mua bù 8 tiếng đi. Bù dùng trong 8 tiếng này. À, chảy máu sắc ạ. Đâu, bùa tử đâu ơi? Đây, mình sẽ mua bùa tử này. Sắm bên ngọc này với cả mua bùa hút các bạn, thu hút để cho nó đây được úp đồ mình sẽ hút luôn nha, không cần phải nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ đến cô để úp đi. Cũng khá đa phê anh ạ, mình sẽ úp trong khoảng 8 tiếng xem ra đồ nhiều không nhá. Thành phố Magata này. Đến côn. Ok, mình đang đeo vô hình, mình sẽ test thử ra nhá. Úi trời ơi, bạn bấy một phát đây. Ủa sao ít nhận được 6k ta. Bắt đầu mình để mình cửa sức mạnh cao rồi các bạn. Cửa là sức mạnh đây mình bố thì sức mạnh nó lên đẩy đẩy cũng khá là ít đấy. 9k một cái 9k một hit rồi các bạn. Mình thấy là ok rồi. Mình treo thử rồi lấy đồ các bạn. Ok, mình sẽ lên được sức mạnh úp nhá. Ui dồi, nhất nhanh em úp em số nhiều anh em úp không. Ui dồi ôi. Mắc khu người luôn. Ô thế mà không có đông mấy nhỉ. Mình sẽ khu 4 này, khu 7 đi. Ủa bật cờ đấy nha, bật cờ. Ủa chắc không bật cờ đâu, nó mày phá mất. Cái đệ mình sức mạnh cao mà mình sức mạnh 4 thử mình sẽ úp lên khoảng 116 tỷ để cho nó đeo vào quần hình dưới các bạn. Thì mình cho đệ đeo một cái áo mơ cho sức mạnh này với cả một cái quần thần linh 65 sức đánh với cả cái giày các bạn. Giày 15% thì nó sức mạnh với cả gia đam. 10 hút B cả hút ki các bạn, 5 hút ki để cho nó bất tử ấy, không bị chết, không hết ki này. Ok, bây giờ cho khoảng 8 tiếng xong ra đồ dùm nhá. Ok em ơi, mình úp từ khoảng 8 tiếng em ạ. Hôm qua thì mình mới mua cái bồ xong em ơi, thì nó mất điện, chả úp được tiếng nào, hôm nay mình úp lại em ạ. Kiểu là hôm nay sáng dậy sớm ấy, mình úp lại từ đầu, từ 8 tiếng thôi em ạ, cũng khá là vất vả. Úp thì nó cũng từ treo em ạ, chả làm gì hết. Thẳng vợ ấn cái cách cho đệ nó ăn đậu thôi, cho nó đệ đấu bị gọi là nhặt. Hết lời em ạ, thật là đấy. Mình úp cũng đủ 8 tiếng rồi nhá. Thành quả nó cũng khá là ok em ạ. Mình đấy vì sao nha, mình là hành tinh xây ra. Để mình là trái đất mà nhận cái áo thần lam mếch. Mình mất hiểu sao luôn. Thế như là kiểu là ông nào úp đi. Úp ra xong là kiểu là dương đồ đầy quá. Mình có bồ thu là mình hút vào em ạ. Thế mình nhận cái này luôn. Mất hiểu sao nhận cái áo thần lam mếch luôn. Thư cớ vãi lồi. Để mình nhận được một cái gì à. Găng keo em ạ. Cái găng keo thì ngọc này. Găng là chỉ số 1267 thì có nhìn ngon hay không nhỉ? Mình thử về cửa hàng xem nhá. Anh sẽ tìm xem sau. Cả được một cái Zara cấp một cái kỷ vàng 1 sao. Tất cả được cái áo KO kỷ vàng 1 sao em ạ. Cái này bán đi cũng được khoảng mấy trăm triệu ta. Mình nghĩ cái này bán được khoảng 30 triệu rồi. Cái áo này chắc khoảng 120 triệu. Zara này thì chắc khoảng 50-60 triệu thôi. Cái áo này chắc khoảng 30 triệu. Tính sơ sơ cũng trên 2 triệu em ạ, cũng nhiều phết. Vừa úp đệ vừa có vàng ạ, vừa treo đệ vừa có vàng luôn. Còn là bạn anh em muốn úp bên côn ý, thì em phải có combo cải trang vô hình và cải phốc anh em ạ. Cải trang phốc à phốc quên. Đấy, phốc 3 là phốc 1 là phép 2 rồi anh em ạ. Là mình sẽ ở nhà nào. Vấn đệ của mình á, nó đồ cũng bình thường thôi, bình dân anh em ạ, đồ bình dân thôi. Đồ úp đệ tử của bố boy nhà nghèo. Với cả ừ, cô em có một món hồi HP nhá, hồi HP theo giây ý. Này, cái áo mình có một cái áo 15 HP 30 giây này. Với cả cái quần ạ,
thân mình chỉ khoảng 15 thân đủ rồi. Cứ là anh em bên cô đi, khoảng 30 giây sau là bị trừ HP, cứ là bị lạnh quá bị trừ HP em ạ. Thế mình em phải cho mình một món này để cho nó hồi HP lại. Em mới chỉ vào nhà so sánh cái găng như xem nào. À không, mình cũng có đồ ăn nữa này. Mình đã hiểu bị sao nhá, mình không có đủ chất sát thần mà vẫn ra đồ ăn em ạ. Kiểu chắc là mấy ông kia úp đầy dưng đồ ấy. Mình ăn mình hút vào này em ạ, cũng khá là buồn cười. Mình thử về nhà xem nào, mình thử về cửa hàng sát cái găng nhá. Ok, về nhà. Ô, 25k một phát ạ, 25k một phát em ơi. Được 25k một hit. Đây mình cửa sức mạnh cao rồi, cửa qua bộ việc sức mạnh rồi sẽ giảm phần trăm XP mà giảm rất là nhiều luôn. Đó, mình thử cửa hàng nhá. Găng mình bao nhiêu này. Ui, găng ngon hơn mày, găng này ngon hơn đấy. Găng này khá là ok nhỉ. 267 này hơn cái này dùng cho sơ đánh ạ, hơn 8 mấy. Đấy, cũng khá hay em ạ, cũng kiểu mình úp khá là hên thôi. Kiểu là mình chăm chỉ úp nữa, để mình mát trả lên sơ đánh em ạ. À từ hôm qua, từ đầu là gì nhỉ? Từ đầu là khoảng mình có 35 triệu vàng nhé, úp được 10 triệu vàng đấy em ạ, cứ buồn cười mà kiểu nó đệ nhá. Úp ít vàng lắm. Mình phải đeo một set hút vàng cơ, thì mình mới đeo một set, cửa một set úp vàng hay là gì đấy thì đồ tạo ra vàng thì úp đầy vàng em ạ. Nói chung là cũng khá là ok rồi. Chắc mình sẽ đến, chắc để đồ mình sẽ để bao giờ, hôm nào mình đi về stream mình sẽ phát cho anh em nhá. Chắc clip mình sẽ đấy thôi em ơi. Em thấy hay nhớ lại một like này, một đăng ký, một chút của mình nhá. Cảm ơn rất là nhiều luôn, bye bye anh em.